Kính chào quý vị, hôm nay thứ Sáu ngày 16 tháng 4 năm 2021, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin có những nội dung đáng chú ý sau. Trường Đại học Văn Lang đã tổ chức lễ khánh thành khu thực hành khoa răng hàm mặt nhằm tăng cường trải nghiệm thực tế, hoàn thiện kỹ năng chuyên môn, đồng thời nâng cao tay nghề cho sinh viên tại khoa. Khu thực hành khoa bao gồm khu thực hành lâm sàng, khu thực hành mô phỏng và khu thực hành nghiệm lâm sàng đa năng. Tất cả đều được trang bị các máy móc thiết bị tân tiến và hiện đại, được nhập khẩu trực tiếp từ các nước hàng đầu trong lĩnh vực nha khoa như Đức, Mỹ, Nhật. Thì đây là một cái sự đầu tư chính đáng. Cùng với thành phố thì chúng tôi sẽ hy vọng là không riêng gì ngành răng hàm mặt mà các cái ngành trong khối sức khỏe thì chúng tôi làm sao đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư con người, đầu tư chương trình đào tạo để nhằm đảm bảo cái chất lượng đầu ra được một chuẩn hơn. Chúng tôi sẵn sàng tạo cái cơ hội việc làm cho những sinh viên mà tốt nghiệp xuất sắc của Đại học Văn Lang đến làm việc tại môi trường bệnh viện chúng tôi. Chúng tôi hy vọng với những cái kỹ năng lâm sàng, những phương tiện học tập và những kiến thức được lĩnh hội của các thầy, các em sẽ góp phần cùng với lại bác sĩ của môi trường bệnh viện để các em càng ngày càng phát triển, trở thành những cái bác sĩ nha khoa tốt nhất. Bác sĩ răng hàm mặt là ngành học thứ 48 của nhà trường với thời gian đào tạo 6 năm. Ngành được thiết kế theo nội dung đào tạo của những trường nha hàng đầu thế giới